yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải xem đó là cái bài mẫu. Bao giờ cũng phải mở nó ra trong một cái chương trình nào đó để chúng ta kiểm tra về mặt kích thước đã. Đấy. Thiết kế cái gì thì thiết kế, làm cái gì thì làm, nhưng cái yêu cầu đầu tiên đó là đúng. Mà đúng thì cái cơ bản nhất, cái đơn giản nhất là phải đúng về mặt kích thước theo yêu cầu. Thế do đó thì đầu tiên bao giờ chúng ta cũng mở bài mẫu ra để chúng ta xem là cái kích thước bài mẫu nó là bao nhiêu, mình thiết lập nó đã chuẩn hay chưa. Đó, ví dụ đây, chúng ta mở cái bài mẫu đó hoàn thành, sau đó kiểm tra lại về mặt kích thước của nó. Image size. Ở đây chúng ta thấy là 4243 và 4035 pixel. Đó. Hoặc nếu mà tính ra gì đây, mm hoặc cm thì nó là 2 bao nhiêu đây. Đó. Thì bây giờ chúng ta thiết lập một cái tài liệu mới, chúng ta cũng làm TC như thế. New document print đó. Bây giờ khổ này nó sẽ là một tham số thứ hai là okay. Đấy, sau khi mà chúng ta xử lý xong về mặt kích thước thì lúc ấy chúng ta mới đặt các nội dung vào nó mới chuẩn được. Thế và đến đây chúng ta mới xem xét tiếp bằng cách là nhập cái bài mẫu vào đây. Place, đưa ảnh vào, đưa ảnh bài mẫu vào. Sau khi đưa ảnh bài mẫu vào thì chúng ta sẽ có một cái để mà chúng ta quan sát luôn, xem là cái bài này mình làm nó đã chuẩn hay chưa, đúng không? Sau đó thì chúng ta mới làm tiếp bằng cách là nhập các cái tài liệu còn lại vào. Place, đưa ảnh mẫu, ví dụ ảnh này. Sau khi mà chúng ta đặt vào đây thì chúng ta mới kéo để làm sao cho nó ra được cái kích cỡ mà chúng ta cần. Tương tự như thế, thì bây giờ nhập tiếp ảnh thứ hai, file, place, chọn tiếp ảnh thứ hai, sau đó thì chúng ta lại đưa tiếp vào đây. Thế thì ở đây có một số ảnh thì chúng ta thấy rằng là nó cũng không hoàn toàn giống như là cái ảnh mẫu mà chúng ta có ở trong tay. Do đó thì cũng vẫn cần phải có một cái sự xử lý nhất định ở bên shop. Ví dụ như là ảnh này, thực ra thì trong trường hợp này là chúng ta sẽ phải chỉnh gần như là chỉnh hết, không thoát được cái nào cả. Đấy, ảnh này thì về mặt cắt cụm không có vấn đề gì, nhưng mà tông màu thì rõ ràng là nó đang khác biệt so với lại bài mẫu của chúng ta. Ảnh này thì cần phải lọc, cần phải đặt nó vào trong một cái nền phù hợp hơn. Đó. Ảnh này thì sẽ cần phải cắt cúp, do đó thì bây giờ chúng ta cứ đặt tạm nó vào đã, xem là cái bài này của chúng ta rồi trông nó sẽ như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ vẽ trước ra cái khung hình đó. Ví dụ như là trong bài này chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình đã, một hình tròn này đó. Sau đó thì chúng ta căn kè nó vào làm sao cái khung này nó cũng giống như là cái bài mẫu. Sau khi mà chúng ta đặt cái khung tròn vào đây thì chúng ta mới tiến hành là xử lý nó bằng cách là dùng các cái khung hình khác để chúng ta cắt. Thì cái tính năng mà cắt cúp thì InDesign chính nó rất là mạnh, bởi vì là nó được tích hợp những cái tính năng cắt cúp hoặc là những cái hiệu ứng mà các cái chương trình anh em nhà nó có, ví dụ như là Pathfinder ở bên Illustrator chẳng hạn. Chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng đó để chúng ta cắt tạo ra cái khung.
vào trong Windows. Trong Windows thì chúng ta vào Object và Layout, tìm Pathfinder và chúng ta sử dụng cái lệnh cắt. Sau khi cắt xong thì chúng ta lại tạo tiếp hộp thứ hai và cắt tiếp cho nó ra được cái hình mẫu giống như là cái bài mẫu này. Sau đó thì chúng ta mới tiến hành là nhập cái ảnh vào đây để chúng ta co kéo để lấy cái kích thước giống như bài mẫu. Đấy, sau khi mà cái hình được đưa vào thì chúng ta mới tiếp tục xử lý tiếp, đó là kích chuột vào trong cái phần tâm focus của cái ảnh để chúng ta làm hiện lên cái khung chứa của cái nội dung bên trong. Sau đó thì shift alt và chúng ta thu nhỏ cái hình ảnh lại. Nếu mà muốn nữa thì chúng ta có thể là thiết lập thêm cái chế độ transparency nó thấp xuống để chúng ta quan sát xem cái ảnh này so với ảnh mẫu thì nó đã ổn hay chưa. Và sau đó thì chúng ta sẽ co kéo tiếp cho tới khi nào mà chúng ta thấy là cái hình của chúng ta nó khớp được vào với bài mẫu. Đại loại là như thế. Thế sau khi mà chúng ta xử lý để cho cái hình nó khớp vào thì chúng ta cũng sẽ đặt nó vào trong các cái phạm vi giống như cái bài mẫu của chúng ta. Và giả cái thằng này về. Thế đến đây thì chúng ta mới xem này. Có một số khu là các cái hình màu khác nhau, đúng không? Chúng ta cũng trước tiên là làm cái mang tính tổng hợp trước đã. Thì bây giờ mình sẽ vẽ ra những cái khung mà nó có cái màu mè giống như bảy mẫu và đo lấy cái màu của nó. Và trước hết là nên kiểm tra cái bài mẫu này nó đã chuẩn theo cái yêu cầu hay chưa. Muốn lấy chuẩn thì có lẽ là chúng ta cũng vẫn còn phải hiệu chỉnh lại cái ảnh này một chút đã. Tại vì về mặt nguyên tắc thì đây là cái bài để mà in ra và in offset, đúng không? Một tạp chí này thì in ra rất là nhiều và cái ảnh mẫu này thì nói cho cùng thì nó cũng vẫn chưa phải là cái ảnh mà nó đúng chuẩn. Khi mà chúng ta kiểm tra thì ở đây nó vẫn là RGB, thì nó về độ phân giải thì nó ổn rồi, nhưng mà về cái màu sắc thì rõ ràng là nó vẫn còn đang lệch. Thế trước hết là mình sẽ mà muốn lấy màu theo cái bản mẫu thì rõ ràng là bản mẫu phải là bản chuẩn đã. Bản mẫu chưa chuẩn thì có nghĩa là tất cả mọi thứ mình lấy nó cũng đều mang tính tương đối thôi, kể cả đo màu các thứ thì nó cũng bị chạy theo cái tham số màu RGB. Do đó thì trước hết là mình chuột phải vào đây và mình chọn ảnh đó, sau đó thì chọn lệnh gì đây ạ, Edit Width, là mình yêu cầu là nó mở ra ở trong Photoshop để cho chúng ta có thể là hiệu chỉnh các cái tham số cho nó phù hợp. Đến đây thì mình ví dụ như là hôm trước thầy đã nói rồi đúng không, vào Edit này, vào hoặc không thì tạm thời cứ làm một cách thật đơn giản nhé, Image Mode chúng ta chuyển nó sang CMYK đi để chấp nhận nó là ảnh CMYK đã. Ok, yes, đóng lại và bây giờ chúng ta xem lại cập nhật bên này nó như thế nào. Đây, CMYK rồi. Vậy thì trước hết là cái màu nó phải là chuẩn đã.
Sau đó thì mình mới lấy cái này để mình đo, mình lấy các cái màu để mình gán vào cho các cái trường này. Thế thì đến đây tôi mới bắt đầu là chọn các cái khung, chọn các cái hộp, sau đó thì mình mới tiến hành là tô màu đó, đưa xuống dưới cùng, Ctrl Shift và mở ngoặc vuông. Như thế là được một mảng này. Mảng thứ hai chúng ta sẽ xem tiếp xem là nó là màu gì, thì chúng ta cũng sẽ vẽ nó tương tự như là cái bài mẫu thôi, lấy ngay chính bài mẫu này ra làm cái đo, mình vẽ trực tiếp lên đấy, và sau đó thì mình sẽ đưa nó vào. Ví dụ này, và lại đo tiếp, lấy màu để đưa vào. Tương tự như vậy, cái phần này mình cũng sẽ làm như thế. Align Window Object Align Shift F7. Bây giờ chúng ta sẽ gióng hàng sang đây và chọn cái khung này. Mình cũng sẽ lấy luôn cái màu tương tự như thế, đưa xuống dưới cùng. Đến đây thì chúng ta đã có một cái tổng quan tương đối là giống giống cái bảy mẫu rồi. Bây giờ vẽ nốt một chút cái này. Tất cả những cái nào mà nó dính dáng tới đường viền thì chúng ta sẽ bỏ hết đường viền đi. Thế bây giờ chúng ta đã có một cái tương đối là giống giống như là tổng quan của bài mẫu. Bây giờ chúng ta mới xem tiếp các cái trường hợp mà cần phải hiệu chỉnh, thì hiệu chỉnh những cái gì. Ví dụ như là hiệu chỉnh ảnh thì bắt đầu bằng cái ảnh này đi, chuột phải, sau đó thì Edit Quick mở trong Photoshop, đồng thời chúng ta cũng mở trong cái bài mẫu luôn. Mở song song hai cái để chúng ta còn quan sát xem là khi mà chúng ta hiệu chỉnh thế này thì nó đã đạt được cái yêu cầu giống như bài mẫu hay chưa. Phóng lớn cái khu vực này lên để chúng ta quan sát hai cái xem là khi mà chúng ta hiệu chỉnh thì nó đã ổn hay chưa. Thế thì với cái ảnh bên này thì chúng ta thấy tông màu là nó có một chút gì đấy ngả xanh. Thì các cái lệnh mà hiệu chỉnh ở trong Photoshop thì thực ra mà nói thì nó có rất rất nhiều các cái lệnh khác nhau để cho chúng ta có thể là hiệu chỉnh, cũng không nhất thiết là phải cứng là nó theo một cách A hay theo một cách B. Cái này thì các bạn hoàn toàn có thể là tùy vào cái kinh nghiệm của mình, và các bạn quen chỉnh ở trong cái nào thì thử sử dụng cái đấy để mà hiệu chỉnh làm sao cho nó ra được cái sắc giống như là mình muốn. Và tất nhiên ở đây đây là đang là chúng ta đang nhại lại đúng không? Chúng ta đang làm lại một cái mẫu, chứ còn nếu như mà các bạn là cái người đứng thiết kế của cái bìa thì hoàn toàn lúc đó nó là sự chủ động của các bạn đó. Thì thực ra nó không quá nặng nề về cái việc này đâu. Các bạn có thể sử dụng một trong các cách như sau. Email mode, các bạn có thể là vào adjustment này, ví dụ như là chúng ta có thể làm rất là nhiều cách,
Chẳng hạn như là tôi có thể là tạo ra một cái lớp phủ lên trên chẳng hạn. Đây, ví dụ Solid Color, tôi có thể chọn lấy một cái tông màu nào đó phủ lên, sau đó thì bản thân tôi tăng giảm cái chất màu, ví dụ như thế. Thế nhưng tất nhiên là mình sẽ thử nhiều cách chứ không phải là một cách duy nhất. Một cách này cảm thấy chưa đúng thì mình có thể là mình sẽ giải quyết cách khác, đúng không? Mình sẽ xử lý bằng nhiều cách, ví dụ thử thử không ổn bỏ, hiệu chỉnh cách khác, ví dụ filter đi. Trong trường hợp này mình có thể sử dụng một cái là à không phải, đây cái này nó là cái photo filter nhá, ví dụ vậy. Bây giờ tôi thử lại một cái tông khác. Để cho nó ám cái màu xanh vào. À, hoặc không. Tốt nhất là chúng ta cũng có thể thử bằng một cách khác. Đó. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái lệnh là gì đấy ạ? Đây. Ví dụ như color ba lăng chẳng hạn. Đấy, tăng hay giảm các màu cho tới khi nào mà mình thấy rằng là nó đạt được một cái hiệu quả về mặt thị giác cũng tương tự như là cái bài mẫu thì mình sẽ dừng. Trong trường hợp này thầy nghĩ là cái color ba lăng có lẽ là phương án tối ưu so với các phương án khác. Đấy. Sau khi mà mình hiệu chỉnh xong thì cũng kiểm tra lại xem là ảnh như thế này thì đã ổn thỏa hay chưa. Thực ra có lẽ là chúng ta vẫn hơi sót một tí đấy, biết sót cái gì không ạ? Tôi đang cố chỉnh một cái ảnh RGB theo như tông màu của CMYK, đúng không? Cho nên trước hết chúng ta sẽ undo lại, chưa chỉnh vội mà chúng ta sẽ phải gì đây ạ? Chuyển đổi nó sang cùng cùng chất màu đã, đúng không? Nó cùng phải là CMYK thì lúc đấy chỉnh màu ra thì nó mới ra được. Bởi vì nếu không ấy, đến lúc mà tôi hiệu chỉnh cái ảnh RGB mà nó ra được cái màu đấy rồi, xong dạng convert từ RGB sang thành CMYK thì nó lại sẽ biến thêm một lần nữa. Do đó trước hết mình phải đặt hai cái nó cùng một cái hệ màu đã, rồi lúc đó chúng ta mới hiệu chỉnh. Nếu không thì cái sự hiệu chỉnh này nó sẽ không thể chuẩn được khi mà chúng ta lại convert thêm một lần nữa. Thế đến bây giờ mình mới quay trở lại image adjustment và chúng ta mới chọn là color balance. Đấy, lúc này thì mình mới điều chỉnh này. Tất nhiên ở đây như tôi đã nói với các bạn đấy, tại vì giờ chúng ta đang phải nhại theo một cái thằng đã làm rồi, cho nên là nó sẽ khó khăn hơn là cái việc mà chính chúng ta là cái người mà chủ động ở trong cái việc thiết kế. Cái việc chúng ta thiết kế thì chúng ta muốn chỉnh thế nào là ý của chúng ta, đúng không? Ở đây thì chúng ta muốn nói thêm một chút là về cái quy cách làm, quy trình làm thôi, và lưu ý đến cái gì. Đấy, ví dụ tạm thời chấp nhận thế này đi, ok, đóng, yes, tạm thời chấp nhận. Bây giờ chúng ta quay trở về thì chúng ta sẽ có một cái ảnh cũng bắt đầu là có cái xu hướng là ngả xanh như thế.
Tiếp theo nữa thì chúng ta mới xem tiếp đến cái ảnh thứ hai này. Đó, bây giờ cũng lại sẽ phải chuột phải vào đây, cũng lại chọn gì đây, Edit With và lại mở ra trong Photoshop. Sau khi mở ra xong thì chúng ta sẽ phải Edit With này, và bây giờ mình cũng lại để song song hai cái, đồng thời là cũng lại phóng lớn cái này lên để xem về cái tông. Đấy, cái này cũng tương tự như thế, chúng ta thử xem cái phương pháp như vừa rồi xem có ổn thỏa hay không, nhưng trước tiên cũng phải kiểm tra lại xem nó đã là màu CMYK hay chưa, nếu chưa thì cần phải convert trước để đưa về đúng kiểu đã, sau đó thì lúc ấy mới chỉnh gì thì chỉnh. Trường hợp này thì có vẻ như là tôi thấy nó giống với lại phủ màu lên trên hơn là sử dụng color ba lăng rồi. Thử một chút, sau đó tiếp tục bằng cách là đưa một cái photo filter vào đây, chọn tiếp cái màu. Sau đó thì mình ra ra để cho nó phủ lên. Đấy, đại loại như thế này. Sau đó cũng sẽ chấp nhận sự thay đổi. Bây giờ quay trở lại xem là nó đã biến màu tương tự như là cái bài này chưa. Đó. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ xử lý tiếp một số thứ, ví dụ như là cái bài này. Bài này thì trước hết là đơn giản là phải xóa hết cái nền này đã. Đó. Cũng xử lý này, chọn này. Edit with này. Photoshop. Bây giờ trước tiên là chúng ta sẽ xử lý để cho nó thành trong nền đã. Tất cả phần nền trắng này chúng ta sẽ phải xử lý bỏ nó đi. Sau đó tải cùng chọn, đó, đảo ngược cùng chọn, gán function shift F6, gọi pixel ra và delete một hai lần đây để xóa những cái ba vi ở phía ngoài. Đấy. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ phải làm thêm một cái là convert mode. Ok, lưu lại xem nó như thế nào. À, ở đây thì nó lại đòi hỏi chúng ta là làm bằng ảnh nền trong thì nó sẽ phải là PSD hoặc là tip hoặc là một cái ảnh nào nó có tính chất là nền trong. Ok, lưu đi. Và sau đó thì chúng ta sẽ cập nhật lại cái ảnh đó ở bên InDesign File.
plus trả lại cái này và chúng ta sẽ lấy cái ảnh PSD này chúng ta thay vào. Đấy thì để cho nó hết cái nền, sau đó thì lại tiếp tục thực hiện thêm một lần nữa là chuyển tông. Đó. Cũng vẫn là cái tông xanh xanh như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm Image Adjustment Photo Filter. Tốt nhất là nên lại sắp xếp nó lại theo cái kiểu song song hai cái để xem cái tông của nó như thế nào. Image Adjustment Photo Filter và chúng ta sẽ lấy cái chất màu xanh xanh dạng như thế để chúng ta đưa lên. Ví dụ đấy, sau khi mà chúng ta đã hiệu chỉnh màu, lưu tất cả những cái thay đổi đó và chúng ta quay trở lại xem là đã ổn ổn chưa. Nếu mà chưa ổn thì lúc ấy sẽ lại phải xử lý tiếp bằng các cái phương pháp khác để nó đạt được cái hiệu quả. Ngay kể cả về mặt vị trí mình cũng nên xem thử xem là nó đã vừa chưa, kích thước như thế này vừa chưa, bằng cách là đặt chồng thử vào đây. Nếu như mà chưa ổn thì cũng cần phải hiệu chỉnh lại một tí làm sao cho nó khớp vào với cái bài mẫu. Sau đó thì giải về. Và đến đây thì chúng ta còn có một cái vạch ở đây đúng không? Ở đây thì đơn giản là chúng ta tạo ra một cái đường thôi nhé. Các bạn vẽ ra một cái đường như thôi, sau đó thì bắt đầu gán cho nó một cái độ dày bao nhiêu đó, sau đó thì sổ danh sách này ra và chúng ta sẽ chọn cái kiểu là gì đấy ạ, chấm ở đây. Đấy. Sau đó thì các bạn có thể là chỉ định màu cho nó. Sau khi đo xong thì chúng ta sẽ có được cái độ ăn vào của nó như thế này. Việc còn lại thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái độ dài ngắn của nó thôi, cho đến khi nào mà nó phù hợp vào đây thì thôi. Đây là cách để mà chúng ta tạo ra này. Còn chữ nghĩa các thứ rồi những cái phần này thì liệu có cần phải còn cái gì không làm được không nhỉ? Cái này là hoặc là tìm phông chữ hoặc là vẽ vào thôi. Vẽ thì các bạn có hai cách, một là nhập nó từ bên Illustrator, hai là các bạn có thể vẽ trực tiếp ngay trong InDesign, tại vì InDesign nó cũng có công cụ gì đấy, công cụ pen giống như là bên họ nhà đúc khác, ví dụ như Photoshop hoặc Illustrator. Thì cách dùng của pen như thế nào để tạo ra một hình bất kỳ thì hoàn toàn là các bạn có thể học theo cái cách của Photoshop hoặc Illustrator. Các bạn vẽ ra, mặc dù vẽ ở trong Illustrator thì nó thuận hơn, nó tiện hơn so với lại cái thao tác mà chúng ta vẽ ở trong InDesign. Quy cách thì nó giống nhau thôi, nhưng môi trường chắc chắn là thằng này vẽ thì không tiện bằng, thì các bạn có thể là vẽ bên kia là nhập sang. Thế còn thực ra ở đây thì nó còn có vài cái như thế này, ví dụ như cái khung màu gì đây nhỉ, màu trắng ở đây đúng không, thì chúng ta cũng sẽ làm luôn, vẽ luôn này, này xem bài mẫu này, vẽ này, trước tiên là giữ shift để cho nó tròn này, vẽ ra theo cái hình này, nhấn giữ cái phím cách để mà chúng ta có thể di dịch trong lúc mà chúng ta vẽ.
Sau khi mà khớp được vào với bài mẫu thì chúng ta sẽ dừng ở đây và thực hiện cắt cúp lại giống như vừa nãy để lấy cái phần nền trắng ở bên dưới. Pathfinder cắt tiếp nha, thứ hai. Sau đó thì lại vẽ thêm một cái hình vào đây. Tiếp tục sử dụng cái công cụ hiệu chỉnh này để chúng ta hiệu chỉnh làm sao cho nó giống như là cái bài mẫu. Sau đó thì hàn nó vào. Well, hàn vào. Tô cho nó màu giống như là màu bài mẫu. Và tiếp theo nữa thì chúng ta còn làm thêm một cái thao tác là chúng ta đổ bóng, đó. Để đổ bóng thì chúng ta sẽ sử dụng cái thao tác là chọn đối tượng. Sau đó thì các bạn vào trong đây. Tốt nhất là chuột phải một cách đơn giản nhất. Và tìm effect. Trong effect này chúng ta chọn drop shadow. Bạn thoại drop shadow nó sẽ mở ra. Trước hết là nên chọn một cái màu. Nếu mà màu mà chưa thấy, chưa có, các bạn có thể đo để lấy màu. Ví dụ vẽ ra cái hình này ra. Sau đó thì các bạn lấy công cụ đo, các bạn đo cho tôi để lấy màu. Đó, sau khi có màu rồi, chúng ta sẽ nhập nó vào trong cái bảng gì đây ạ? Bảng swatches này bằng cách là chọn đối tượng này. Đó. Chọn đối tượng sau đó thì đưa vào đây, nó sẽ đưa cái màu đấy vào trong bảng chúng ta để chúng ta sử dụng. Sau đó thì xóa cái này đi không cần nữa và chúng ta sẽ chọn tiếp bằng cách là vào object, vào effect hoặc là chuột phải giống như tôi làm ở đây, chọn drop shadow. Bảng thoại mở ra, các bạn sổ danh sách này ra và tìm tới cái màu mà các bạn muốn gắn. Đó, để tạo cái bóng hiệu chỉnh các cái góc hoặc là các cái độ vươn ra, vươn vào của nó. Sau đó thì chúng ta nhấp OK, xác nhận. Và sau khi mà gắn xong, chúng ta có thể đưa nó vào trong cái phần vải này. Align, lúc này thì align sẽ là trái này và đỉnh, đúng không? Cho nó bằng với cái bài kia. Nhưng mà trường hợp này thì cũng vẫn chưa khớp hoàn toàn đâu, tại vì là chúng ta vẫn còn một tí cái khác biệt. Đó là gì ạ? Cái này bị dài hơn, đúng không? Bây giờ cần nhắc cái thằng này đưa lên cho nó ngang bằng đã. Cần thiết nữa thì chúng ta có thể cắt bớt cái đỉnh này đi. Đấy. Lúc này nếu muốn thì các bạn có thể là chọn lại vào đối tượng đó, dán lại cái effect đi. Gia giảm tham số. Cái này thì thực ra nó là cái phần distance. Mình hiệu chỉnh một chút để cho nó ăn sát vào cái bài mẫu hơn.
Thế thì viền này xử lý xong. Thế thì còn một vài cái thì các bạn xem là bây giờ đang vướng cái gì nào. Chữ thì thôi nhé, chữ này chẳng qua là đánh chữ ra mà ghép vào thôi. Đó. Sao thì vẽ. Thế còn những cái này thì là các cái nền trắng thì chúng ta cũng vẽ ra bằng các cái hình mang tính cơ bản thôi. Hình chữ nhật, V tròn góc thì chúng ta hiệu chỉnh lại cái góc với các thứ rồi đưa vào. Về cơ bản thì nó chỉ những cái chính thì coi như đến đây tạm gọi là xong. Thế còn lại nó chỉ là những cái vấn đề mà tiểu tiết mang tính chất là cẩn thận tỉ mỉ để hoàn thiện nốt đưa vào đầy đủ thôi. Đấy, nếu mà có thắc mắc thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thắc mắc là quy trình làm, tức là làm cái gì trước, làm cái gì sau, hiệu chỉnh ảnh như thế nào, làm sao để có đúng được cái kích thước ảnh của trang chung cũng như là các ảnh nhỏ. Đấy. Phần còn lại thì có làm được không hay là vẫn cần phải giải thích? Đến đây đã hoàn thiện được chưa? Đã có thể tự hoàn thiện nốt được chưa? Ok, thì tạm dừng ở đây nhé. À, các bạn xem lại cái bài mình đã làm. Thế sau đấy nếu mà vướng víu cái gì nữa thì chúng ta trả lời thêm. Sau nếu không thì chúng ta sẽ triển khai sang tiếp một cái demo, sang tiếp một cái bài khác.